Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, phụ nữ sinh ra đã mong muốn được bao bọc bởi tình yêu và cần được chăm sóc, đồng hành về mặt tinh thần. Bất kể đã kết hôn hay chưa, người phụ nữ trong tiềm thức đều cần một người đàn ông thường xuyên quan tâm đến mình và mang lại cho cô ấy sự an toàn. Ngược lại, khi phụ nữ bị phớt lờ và đàn ông không mang lại cho họ những giá trị tình cảm, điều đó sẽ dễ khiến họ thiếu thốn về mặt cảm xúc. Nếu phụ nữ nội tâm cô đơn, cảm thấy trống trải, tẻ nhạt trong cuộc sống thì rất dễ bị lợi dụng. Nhiều phụ nữ có chồng vì không ở bên chồng lâu nên không nhận được sự quan tâm, đồng hành của họ, khiến họ bị người khác giới từ bên ngoài tiếp cận, thụ động ngoại tình, khiến hôn nhân của họ bị hủy hoại. Ở trong video này thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ 4 dấu hiệu ở một người phụ nữ lâu ngày không được yêu, không được quan tâm và trái tim họ luôn khao khát tình yêu của đàn ông. Quý vị nhé! Dấu hiệu đầu tiên đó là cảm xúc trống rỗng. Nếu một người phụ nữ thiếu tình yêu trong một thời gian dài thì cảm xúc của cô ấy sẽ trống rỗng và cảm giác trống rỗng này sẽ thúc đẩy phụ nữ tìm kiếm một chỗ dựa. Tất nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng như vậy. Nhưng ở một xã hội hiện đại và mạng xã hội kết nối toàn cầu, thì những người phụ nữ cô đơn giống như một người đi câu trên mạng vậy. Lâu lâu họ lại viết một cái status, lâu lâu thì họ lại thả một vài cái bình luận vào hội nhóm nào đó. Mục đích là để có người nào đó tiếp cận mình. Họ đóng vai trò là một người bị động, nhưng thực ra trong lòng thì hoàn toàn chủ động. Trong trường hợp này, hầu hết phụ nữ thường gặp phải những người đàn ông không tốt, thậm chí bị họ dụ dỗ, từ đó phát triển một mối quan hệ mập mờ. Không phải tất cả phụ nữ, nhưng rất nhiều. Bởi vì một khi trái tim người phụ nữ quá trống rỗng, họ luôn muốn tìm một người đàn ông để lấp đầy trái tim trống rỗng và cô đơn của mình. Một người khác giới bên ngoài, đặc biệt là người giỏi dỗ dành phụ nữ, không ngừng quan tâm một cách kiên nhẫn sẽ dễ dàng khiến người phụ nữ này siêu lòng. Vì vậy, đàn ông dù bận rộn đến đâu trong công việc cũng phải luôn quan tâm đến phụ nữ của mình, hiểu nhu cầu tình cảm của họ và mang đến cho họ điều gì đó để họ mong chờ. Đặc biệt là nam giới đã có gia đình, đừng nghĩ rằng một khi đã kết hôn thì không cần quan tâm đến phụ nữ. Loại suy nghĩ này chắc chắn là sai lầm. Ngay cả những phụ nữ đã kết hôn nhiều năm vẫn khao khát tình yêu và sự đồng hành của đàn ông. Chỉ cần bạn đồng hành cùng họ nhiều hơn và dần bù đắp những khoảng trống trong lòng họ, họ đương nhiên sẽ quyết tâm hơn trong việc duy trì cuộc hôn nhân. Ngược lại, phụ nữ bây giờ hiếm mấy người chịu an phận. Nếu họ khao khát, chắc chắn họ sẽ không ngại tìm kiếm ở bên ngoài. Dấu hiệu thứ hai của phụ nữ lâu ngày không được yêu là rất nhạy cảm và dễ mất bình tĩnh. Phụ nữ lâu ngày sống trong cảnh trống rỗng, cô đơn, rất nhạy cảm, luôn nổi nóng vô cớ và có vẻ hơi vô lý. Trên thực tế thì tất cả đều là do họ thiếu ngọn lửa sưởi ấm trái tim và khiến họ mất đi cảm giác an toàn. Tại sao nhiều phụ nữ sau khi kết hôn lại thích cằn nhằn chồng? Chỉ vì trong lòng họ chán nản, không nhận được sự quan tâm nên liên tục có những cái hành động bực bội. Hơn nữa, do phụ nữ đã ở trong cái trạng thái thiếu tình yêu từ lâu nên họ cũng rất thận trọng và nhạy cảm khi tiếp xúc với người khác. Chỉ một sự xáo trộn nhỏ nhất cũng có thể khiến họ cảm thấy bị đối xử tệ. Có thể đó chỉ là lời nhận xét vô tình của người khác, nhưng đối với một người phụ nữ cô đơn, đó lại là như một cái lời buộc tội đối với mình. Họ cảm thấy mình bị xúc phạm và mất bình tĩnh một cách khó hiểu. Vì vậy, khi một người đàn ông thân thiết với một người phụ nữ, nếu nhận thấy cô ấy thường xuyên mất bình tĩnh hoặc hờn dỗi thì bạn nên suy ngẫm lại bản thân nhiều hơn, xem là liệu mình có quan tâm đủ mức đến cô ấy hay không.
Thứ ba đó là thích nhốt mình trong nhà hơn là ra ngoài. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của phụ nữ lâu ngày không được yêu thương, không có tình yêu. Loại phụ nữ này vì quen sống một mình trong góc nhà nên càng ngày càng kém trong việc tiếp xúc với người khác. Sâu xa của đặc điểm này chính là sự thiếu tự tin ở phụ nữ cô đơn. Lâu ngày không tiếp xúc với đàn ông khiến cho phụ nữ mất tự tin đi rất nhiều. Đặc biệt là phụ nữ độc thân. Cho dù gặp được người đàn ông mình bị thu hút cũng không dám bày tỏ tình cảm, chứ đừng nói đến việc là tiếp xúc trực tiếp với anh ta. Ngay cả khi một người đàn ông chủ động theo đuổi mình, họ vẫn sẽ có nhiều lo lắng về được và mất trong mối quan hệ. Đặc điểm này thì nghe có vẻ đối lập với đặc điểm ban đầu là cảm xúc trống rỗng và muốn có được sự sưởi ấm bởi tình yêu. Chính vì sự mâu thuẫn này nên phụ nữ lâu ngày thiếu thốn tình cảm càng trở nên khó tính vì không nhận ra được bản thân mình, không biết mình muốn gì. Đặc điểm thứ tư đó là tâm lý phòng thủ không vững vàng. Ở phụ nữ lâu ngày thiếu tình yêu, tâm lý phòng thủ không vững vàng, trái tim luôn mong manh và nhận định thường dễ sai lầm. Ở loại phụ nữ này vì quá ít tiếp xúc với người khác giới nên không có nhiều cảnh giác, đặc biệt đó là dễ tin người khác. Hơn nữa thì họ dễ bị lay động, nếu người khác quan tâm, giúp đỡ họ nhiều hơn thì họ sẽ rất cảm động. Chính vì vậy, họ rất dễ gặp phải những người không tử tế và bị vướng vào những mối quan hệ không có kết quả tốt đẹp. Suy cho cùng, một người phụ nữ thiếu tình yêu bỗng nhiên được một người đàn ông quan tâm, chăm sóc. Cảm giác này giống như một ngọn đèn chiếu sáng vào một thế giới lạnh lẽo lâu ngày lại rất ấm áp. Vì vậy, họ sẽ nhanh chóng dễ xúc động, tin vào những lời nói ngọt ngào của đàn ông và cuối cùng sẽ bị tổn thương về mặt tình cảm. Thực tế thì phụ nữ thiếu tình yêu đa số trường hợp là phụ nữ trung niên hoặc ít nhất thì cũng rơi vào độ tuổi trên 30. Ở đây là độ tuổi phụ nữ dễ khủng hoảng nhất do nhu cầu và việc đáp ứng nhu cầu không được cân bằng. Đối với phụ nữ có chồng thì đây là giai đoạn mà phụ nữ có nội tiết tố mạnh mẽ nhất, cơ thể khao khát cháy bỏng nhất. Việc không được đàn ông đáp ứng dễ dẫn tới phụ nữ bùng nổ và nguy cơ ngoại tình ở tuổi này rất cao. Đối với phụ nữ độc thân, độ tuổi trên 30 là độ tuổi khiến họ bị khủng hoảng nhiều nhất. Đây là giai đoạn phụ nữ có nhiều tâm sự, lo lắng và khao khát đan xen. Thiếu thốn tình cảm lâu ngày khiến tính khí họ thay đổi rõ rệt. Tất nhiên, ngày nay thì nhiều phụ nữ tự do về tài chính và chủ động lựa chọn cuộc sống không cần tình yêu, không cần đàn ông giúp cho họ không bị rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng như những người phụ nữ yếu đuối và bị phụ thuộc. Quý vị thân mến, Khánh Ngọc đã chia sẻ cho quý vị đặc điểm cơ bản nhất của những phụ nữ thiếu thốn tình yêu lâu ngày. Hy vọng qua đây thì quý vị có thể phần nào hiểu thêm về đặc điểm tâm lý của phụ nữ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Buổi chia sẻ của Khánh Ngọc ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.